Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Thì em tiếp tục lên cái center nha các bé anh chị. Bò này là Bombay lùng nha. Đó, bò này nó cũng 10 tháng tuổi có hơn rồi nha các bé anh chị. Chiều cao giữa lưng cũng là 1m1 nha. 10 tháng có hơn nha, bò này chắc 11 tháng à. Chiều cao giữa lưng là 1m1 nha. Đó, quay chi tiết cho các bé anh chị mình xem nha. Bò nó hay nhú sừng nha, cái mặt chính, mặt cục ha, sẽ lên cho bé anh chị. Bò này hiển quyền màu đỏ nha, bạn bè. Bò này hiển quyền màu đỏ nha các bé anh chị. Bò này có cái khuyết điểm là nó bị lan ức nha. Chân cẳng móng sò nha các bé anh chị. Lan ức ha, có sao mà nói vậy ha. Đó. Này ớt miếng này các bác anh chị. Cúng chèn ha. Đó. Quay cái này ớt đây. Cúng im nè con. Này ớt này các bác anh chị. Miếng nha. Thì bò này em muốn bán giá là 20 triệu cho các bé anh chị. 20 triệu em bao vận chuyển cho các bé anh chị từ tầm gửi cây số nha. Thì ngày mai em có chuyến bò đi Tài Vinh Bến Tre nha. Các bé anh chị nào có bắt thì liên hệ em nha. Bò này 10 tháng tuổi, chiều cao 1m1 nha các bé anh chị. Bombay lùng ha. Mẫu Bombay lùng. Xương sóc khá là ok á. Thì bò em cũng mới chích cái lông màu nó móng xong rồi nha các bé anh chị. Vậy là con bò này em chích đủ khúc rồi nha. Tim da nó cục, tổ huyết trùng với lông màu nó móng. Chích đủ ba loại luôn nha các bé anh chị. Nói chung là giờ mưa tới mưa dài rồi. Không biết chừng nào giờ lông màu nó móng trở lại thì mình chích người chắc cứu hơn ha. Sẽ cố gắng chích người đủ rồi để giao cho các bé anh chị mình ha. Rồi. Cảm ơn các bé anh chị đã theo dõi video của em nha.